Giá Ford Everest tháng 6 năm 2019 giảm từ 35 đến 140 triệu đồng tiền mặt, khiến giá lăn bánh của mẫu xe này chỉ còn dao động từ khoảng 1 tỷ đến hơn 1,5 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực. Các đối thủ SUV 7 chỗ khác như Fortuner, Terra, Trailblazer chỉ có mức giảm khoảng 30 đến 50 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thị trường ô tô đang bước vào mùa thấp điểm và đây là một trong những cơ hội lớn cho những người dùng có thể sở hữu những chiếc xe yêu thích với mức giảm giá bằng tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng mà Ford Everest là một ví dụ điển hình. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Everest là một trong những mẫu xe được đánh giá rất cao về khả năng vận hành và an toàn, trong khi tiện nghi cũng không thua kém xe du lịch. Theo khảo sát của Autobuy tại một số đại lý Ford khu vực Hà Nội, giá Everest đang được giảm từ khoảng 35 đến 140 triệu đồng so với giá niêm yết tùy phiên bản, năm sản xuất và đại lý. Cụ thể, phiên bản Everest Titanium 2.0 lít AT 2 cầu có mức giảm khoảng 35 triệu đồng, trong khi bản Titanium 2.2 lít AT 1 cầu giảm tối đa 60 triệu đồng. Đây là các mức giảm dành cho xe sản xuất năm 2019. Trường hợp xe sản xuất năm 2018 được giảm thêm khoảng 20 đến 30 triệu đồng, nhưng lượng xe và màu xe khá hiếm. Về phần mình, phiên bản ở giữa là Everest Gen 2.2 lít AT 1 cầu được giảm khoảng 92 triệu đồng với bản sản xuất năm 2019 xuống 1 tỷ 020 triệu đồng. Giảm giá mạnh nhất ở thời điểm hiện tại là Everest Ambiente với các mức giảm khoảng từ 112 đến 132 triệu đồng cho phiên bản số tự động, tương ứng với năm sản xuất 2019 và 2018. Giá sau giảm chỉ còn khoảng 920 đến 940 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Ambiente bản số sàn giảm tương ứng 100 và 140 triệu đồng với sự khác biệt về năm sản xuất. Điều này khiến cho giá lăn bánh thấp nhất của phiên bản này hiện chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng, mức giá thấp kỷ lục từ trước tới nay. Đặc biệt, một nhân viên đại lý tiết lộ, khách mua Everest hiện tại không chỉ được giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt lên tới hơn 100 triệu đồng mà còn có cơ hội sở hữu nhanh chóng đa số các phiên bản đều khá phong phú về màu cũng như sẵn hàng để giao cho khách hàng. Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV 7 chỗ với Toyota Fortuner, Chevrolet Trailblazer, Nissan Terra, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu MU-X. Trải qua 4 thế hệ, Everest có những thành công nhất định tại thị trường Việt Nam. Tính tổng 4 tháng đầu năm 2019, Everest chỉ xếp sau Fortuner với doanh số 2.162 xe, trong khi Fortuner đạt 3.435 xe. So với các thế hệ trước đó, Everest 2019 được thiết kế và trang bị mới khá nhiều mà nổi bật là động cơ dầu tăng áp 2.0 lít và hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Đáng chú ý, hộp số tự động 10 cấp không chỉ lần đầu tiên có mặt trên xe Ford tại Việt Nam mà còn là trang bị lần đầu được có mặt trong phân khúc xe SUV 7 chỗ. Theo Ford, hộp số tự động 10 cấp này được làm từ thép siêu cứng, có khả năng chuyển số nhanh nhạy hơn, chính xác hơn, mượt mà hơn và giúp góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu tới 12% so với động cơ 2.2 lít trước đây. Không chỉ có động cơ và hộp số hoàn toàn mới, Everest 2019 còn có thiết kế mới với lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới, đèn pha HID, tấm ốp thể thao dạng cánh én. Trong khi bản Titanium 2 cầu sử dụng vành hợp kim 20 inch thì các bản còn lại dùng vành 18 và 17 inch. Nội thất của xe có những điểm nhấn như nội thất da, tông màu đen, khóa thông minh, khởi động nút nhấn, hệ thống giải trí SIN 3. Đặc biệt, Everest 2019 có thêm hàng loạt công nghệ mới như cảnh báo va chạm phía trước trên bản Titanium, phanh tự động khẩn cấp AEB, cảm biến áp suất lốp và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cửa hậu đóng mở rảnh tay, nghĩa là có thể đá chân mở cốp, v.v. Ngoài ra, Everest 2019 cũng giữ nguyên những trang bị an toàn và tiện nghi như công nghệ chống ồn chủ động, hệ thống kiểm soát địa hình, cảnh báo làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lái xe, đèn pha tự động, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp với cảnh báo có xe cắt ngang, camera lùi và cảm biến, 7 túi khí. Giá lăn bánh của Ford Everest theo giá niêm yết từ 1 tỷ 131 triệu đồng đến 1 tỷ 615 triệu đồng, nhưng mức giảm giá khủng nêu trên, giá lăn bánh thực tế của Ford Everest thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 990 triệu đến 1 tỷ 580 triệu đồng tùy theo phiên bản, năm sản xuất và đại lý.